Phía bên ngươi đã nghe ngóng được gì chưa? Ta phát hiện bán đồng thành này, cường giả đi tôn cảnh có 500-600 người, lấy nông duệ võ giả làm tôn, nhưng là cường giả đế tôn cảnh tầng 3 lại không có một ai là nông duệ. Có một điểm khiến ta cảm thấy kỳ lạ là trong những nông duệ này trên người hình như có ám thương tại thân, bước đi bay bổng. Cổ quái vậy sao? Các ngươi có biết hay không? Ta nghe nói Long Cung gần đây. Việc của Long Cung ngươi cũng dám phóng hớt hả? Không cần mạng nữa à? Long Cung xem ra nơi này có lẽ chính là Long Đảo. Nhưng mà vì sao Long Đảo lại có nhiều người như vậy? Trên đường Lương, mau thả nó ra. Ngươi có biết nó là con gái của ai hay không hả? Lại dám khinh thường nó như vậy. Hờm, Lương cứu con. Ta cảnh cáo ngươi, mau thả nó ra. Nó chính là... Ta đương nhiên biết nó là con gái của ai. Chẳng qua là thân xác phàm nhân, ngươi nghĩ bên nó sẽ để tâm hay sao? Nếu thật sự để tâm, cũng sẽ không đuổi mẹ con các ngươi đi. Hoàn cảnh như các ngươi đây, cả phố đều có, ta đều không coi ra gì hết. Ngươi có tin bản tọa hiện giờ cho dù là lột sạch ả, cũng sẽ không có ai đến quản sống chết của các ngươi hết. Dừng tay. Biết phải làm thế nào rồi chứ? Kiếp thân nguyện phục vụ đại nhân, mong đại nhân tha cho tiểu nữ. Đồng ý sớm chẳng phải là đã xong rồi sao? Đợi nát nữa ta sẽ thương yêu hai mẹ con các người. Nhà đầu, đi đỡ mẹ ngươi lên đi. Hay, ngươi là ai? Lại dám đả thương bản tọa? Không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lời này cũng là lời ta muốn nói. Gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Trong bán nông thành này còn chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy đâu. Hiện giờ có rồi. Muốn chết? Là áp chế huyết mạch Long tộc. Hắn không muốn sống nữa hả? Vậy mà lại dám gây chuyện với Long tộc. Chỉ thế này sao có thể chứ? Huyết mạch áp chế không có ích gì hết. Vậy tiếp theo đến lượt ta là hơi thở của tam giai long mạch, đế tôn cảnh tầng 3. Lần này có người xui xẻo rồi. Vậy thì chưa chắc, la địch của người này ngươi còn không biết hay sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Ở đâu lại nhảy ra một long mạch tam giai trung phẩm như vậy chứ? Ta chẳng qua cũng chỉ là lưỡng giai thượng phẩm mà thôi. Thế này thì phải đánh thế nào đây? Ngươi vậy mà lại dám đánh ta? Ta tát hắn một cái, ngươi có hết thức hay không? Nếu ngươi cảm thấy không đủ, ta lại tát hắn thêm vài cái nữa. Vậy thì tốt, ta lại chút giận thay lương ngươi. Khốn nạn nhà ngươi, thật là bưu hãn. Đây là nông tộc đánh nông tộc, người một nhà đánh người một nhà. Đừng đánh nữa, vì đại nhân này, ngài mau dừng tay. Đại nhân dừng tay, đừng đánh nữa. Lần này tha cho ngươi một mạng, nếu còn có lần sau, nhất định sẽ nghiền ngươi thành tro bụi. Không sao chứ? Không sao thì tốt. Kiếp thân đa tạ đại nhân đã ra tay cứu giúp. Đại nhân, vẫn là mau rời đi đi, bán nông thành không thể ở lại nữa. Cô cứ phải xưng hô với ta như vậy sao? Hai người này hình như là có chuyện cũ gì đó rồi. Hai vị đại nhân vẫn là mau chóng rời khỏi bán nông thành đi, nơi này không thể ở lại lâu. Cô vẫn giả vờ không quen biết ta sao? Nương, ngươi quen biết cô ta hả? Dương công chủ có từng nghe qua tông môn gọi là Như Ý Môn hay chưa? Như Ý Môn? Nghe qua, tiếp tục nói. Môn chủ Như Ý Môn nữ thu, tu vi đế tôn cảnh tầng 2. Bên dưới còn có một người con gái thiên hương quốc sắc, thanh danh truyền xa. Bởi vì xếp thứ 3, mọi người đều gọi cô ấy là Lữ Tam Nương. Khoảng 300 năm trước, khi Nịch Mỗ ra ngoài du lịch, đã gặp phải một đám cường hành hùng, một đám người hành hùng ra tay khi tương trợ, cứu được Lữ Tam Nương. Nói ra không sợ Dương công chủ chê cười. Dung nhan tuyệt sắc như thế, Địch Mẫu đương nhiên là động tâm, liền đích thân đến Như Ý Môn xin cưới. Nữ môn chủ cũng đã đồng ý.
Nhưng ai mà ngờ nửa tháng sau, Tam Lương lại mất tích cho đến bây giờ. Lịch ca ca, Tam Lương không có mặt mũi gặp huynh, cho nên mới không dám nhận. Lịch ca ca, không được. Loại không khí như thế này ta không được cười. Cũng không biết là không có mặt mũi gặp ta sao. Đám lớn thật sự không ngờ khi còn sống lại có thể gặp được Lịch ca ca. Đời này của Tam Lương cảm thấy có lỗi nhất chính là Lịch ca ca. Nếu huynh muốn đánh muốn mắng, thậm chí là giết ta, Tam Lương đều không oán trách. Chỉ là người đừng bắt nạt mẹ ta. Cầm nhì đừng quậy, Lịch thúc thúc sẽ không bắt nạt Lương. Lịch ca ca, huynh mau rời đi đi. Kẻ bị đánh kia sẽ không để yên đâu. Nếu không đi chắc chắn là sẽ gặp phiền phức. Dựa vào tên rác rưởi như hắn, nếu như thật sự dám bám lấy, bản tọa nhất định là sẽ không để cho hắn yên. Lịch ca ca, tao biết thực lực của huynh cao thâm, nhưng ở nơi này thực lực của huynh có cao cũng không là gì hết. Huynh phải đối diện không phải là đối thủ thông thường đâu. Vậy bản tọa phải xem thử hắn có thể tìm được trợ thủ như thế nào. Tam Nương, việc của chúng ta không cần cô quản. Ta thì lại tò mò, năm đó vì sao cô lại đột nhiên mất tích? Năm đó hôn ước của chúng ta đã định, Tam Nương ở Như Ý Môn đợi huynh, sau đó thật sự là muốn gặp huynh, nên một mình nhấn chạy ra ngoài, muốn đến Ly Nam Cung tìm huynh. Lại không ngờ bị người bắt đến Long Đảo. Có thể tự do ra vào Long Đảo chắc chắn là Long Tộc. Vậy sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Sau khi bị đưa về Long Đảo, Tam Nương bị lốt ở trong Long Cung, sống những ngày tháng sống không bằng chết, cho đến 14 năm trước. Sau khi Cầm Nhi ra đời, ta mới bị đuổi đi. Khốn nạn, sao có thể? Nếu như là con cháu Long Tộc, vì sao lại bị đuổi khỏi Long Tộc? Vì sao lại bị đuổi khỏi Long Cung cơ chứ? Quy định của Long Cung là con cháu sinh ra, nếu không có Long Mạch thì bị đuổi khỏi Long Cung. Cầm Nhi nó không có Long Mạch, quy định dám chó gì vậy? Quy củ của Long Đảo trước đây là vậy, vì vậy mới có bán Long Thành. Bọn họ rất nhiều người có tiên tổ đều là bị Long Tộc trục xuất đuổi đi. Mọi người nương tựa lẫn nhau từ từ hình thành. Đứa bé tên là gì? Ta đặt tên cho đứa bé là Ngọc. Ngọc Cầm, nữ Ngọc Cầm. Vậy hại cô ta là ai trong Long Tộc? Huynh hỏi cái này làm gì? Bản tọa bị bôi nhọ như vậy đều nhờ gia hỏa đó ban cho, lẽ nào không có tư cách để biết tên hắn hay sao? Không được, quá là nguy hiểm. Cô Long Tộc. Là người của Long Tộc, là người của Long Cung. Không muốn mạng nữa hả? Mau chạy đi. Bái kiến phục tề đại nhân. Không biết đại giá giá lầm, có gì phân phó? Long huyết hòa cần tưới nước rồi. Tiểu nhân lập tức sẽ đưa người về Long Cung. Đã rõ. Tiểu nhân liền nằm ngay đây. Giống như lúc trước, 200 người có được hay không? Còn cần 500 phạm nhân. Cần 500 phạm nhân. Lúc trước chẳng phải đều chỉ là xong rồi thôi sao? Lần này lại cần cả phạm nhân chứ? Ngươi bây giờ nào đang hỏi ta sao? Đại nhân bớt giận. Tiểu nhân đã nỡ lời. Cút. Quán trà. Lịch ca ca, chúng ta mau đi thôi, còn không đi là sẽ không kịp nữa. Đã chạy không thoát rồi, gia hỏa đó đang bay về phía chúng ta rồi. Kẻ này có tu vi đặc thù, vì sao có thể nói chuyện với phía Long Cung chứ? Người này gọi là Nguyên Võ, Long Tộc nhị giai thượng phẩm, rất biết ăn nói, cho nên giao hữu giữa Long Cung và bán Long Thành vẫn luôn do hắn phụ trách. Lục Long kia thì sao? Hắn là phụng tề, là ngũ giai huyết mạch. Lịch mộ đúng là từng nghe nói Long Tộc ở trong Long Đảo có hai họ, một là Trúc, một là Phục. Ta còn tưởng rằng Long Tộc đều họ Trúc. Một Long Tộc như hắn chạy đến đây làm gì? Có lẽ là vì Long Huyết Hoa. Long Huyết Hoa? Trong bán Long Thành có Long Huyết Hoa. Bán Long Thành sao có thể có Long Huyết Hoa chứ? Long Huyết Hoa là căn cơ của Long Tộc, chỉ có ở trong Long Cung mới có. Hắn đến nơi này là vì Long Dợi. Huyết mạch của Long Dợi này mặc dù không thuần, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Dùng máu của Long Dợi này để tưới cho Long Huyết Hoa cũng có thể có được một số hiệu quả. Chả trách ở trong bán Long Thành này Long Dợi tu vi cao rất hiếm. Thì ra là vì nguyên nhân này. Dương Thiếu, bọn chúng đến rồi. Quan sát tình hình đã. Phụng lệnh phục tề đại nhân, tìm 200 Long Dợi, 500 phạm nhân đến Long Cung nghe Long Tộc sai sử.
tất cả long duệ đạo nguyên cảnh trở lên, trong vòng nửa chén trà nếu không xuất hiện, giết không tha. Mấy người các người đều nan ra đây. Các người đều đi theo ta. Dương công chủ làm sao đây? Thuận theo tự nhiên. Nếu như ta trực tiếp để lộ thân phận để tìm Trúc Tình, có lẽ sẽ chưa tốt, sẽ chữa tốt thành xấu. Vẫn là để tìm được Trúc Tình đã rồi tính. Hai người đi theo ta chắc chắn là sẽ không để hai người bị bắt lạc. Coi như các người thức thời, đại nhân đã chuẩn bị xong hết rồi. Việc không thể chậm trễ, đi theo ta. Đều đi theo đi. Nếu làm nhiễu đại sự của Phục Tề đại nhân, sẽ giết không tha. Lịch huynh cầm lấy thứ này đi, đề phòng lúc cần dùng đến. Đá tạ dư thiếu. Trên mặt biển, mau nhìn phía trước. Bên đó chính là Long Cung rồi. Trên đảo đó chính là Long Cung. Nhỏ hơn so với ta tưởng tượng. Không phải, Long Cung chỉ là một cái tên, do rất nhiều hòn đảo hợp thành. Đó chỉ là một phần của Long Cung mà thôi. Mà mỗi một Long Tộc đều có hòn đảo của mình. Bọn họ không phải ở cùng một chỗ với nhau. Thì ra là vậy. Sao bây giờ mới đến? Ta đã đợi cả nửa ngày rồi. Trên đường cũng gặp phải, cũng lãng phí một chút. Trên đường cũng phải lãng phí một chút thời gian. Bái kiến Phục Linh đại nhân. Lại là Phục Hệ Long Tộc. Lúc nào mới có thể gặp được họ Trúc chứ? Nguyên Võ là ngươi à? Bảo chúng mau chóng đi theo ta. Họ đang cần các ngươi đấy. Đã nghe thấy chưa hả? Mau đi theo đại nhân đi. Dương Thiếu, lát nữa chúng ta sẽ tách ra rồi. Mẹ con Tam Nương nhờ cả vào người. Vị đại nhân này, vậy những phàm nhân này phải làm sao? Có việc khác cần dùng đến. Có cần tiểu nhân lưu lại giám sát hay không? Ngài cũng biết đám người bọn chúng. Ơi, có một số không biết nghe lời, để tiểu nhân lưu lại, nói không chừng có thể giúp được gì đó. Cũng được. Vậy sao bọn chúng cho tên tạp chủng người phụ trách vậy? Nếu như xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội người. Tiểu nhân nhất định là sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại nhân. Đi thôi đi thôi. Người đợi đó, ta sẽ trả đạp hai mẹ con bọn chúng. Người đợi đó, người rất nhanh thôi sẽ bị thủ đoạn của Dương Thiếu giày vò. Phục đại nhân đi xa rồi, vị nhân ta đến đây. Tiểu tử, ngươi to gan không nhỏ nhỉ, lại dám làm hỏng chuyện tốt của bản tọa. Có phải ngươi cho rằng ở trước mặt của Phục Tề đại nhân thì bản tọa không dám ra tay với ngươi? Ngu dốt, ta thấy ngươi là muốn tìm đến ca chết. Đợi đã, ngươi có thể đừng vừa nói lời độc ác vừa quỳ như vậy hay không? Ngươi làm vậy khiến ta rất là khó xử đấy. Ây, sao lại như thế này chứ? Ngươi đã làm gì với ta vậy? Bán yêu này vẻ ngoài xấu xí nhưng lại rất là tốt bụng. Ây, lần này tha cho ngươi. Đại nhân, nếu ngài ra tay đối phó với tiểu tử này, lỡ như đánh chết hắn, sợ rằng sẽ bị Phục Tề đại nhân trách tội đấy. Chúng ta đi. Lương, người làm sao vậy? Lương, có phải người có chỗ nào không khỏe hay không? Sao trên người lại cảm thấy lạnh như vậy nhỉ? Trên đường cũng không thấy nữ Tam Nương có phản ứng gì, cho đến khi lên hòn đảo này mới xuất hiện. Xem ra đây có lẽ là nơi cư trú của Long Tộc đã bắt cô ta, khiến cô ta sợ hãi như vậy. Lịch Giao, nếu như đã phó thác hai người cho ta, vậy ta sẽ chăm sóc cho hai người. Các người không cần phải quá lo lắng. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiểu huynh đệ. Ngươi và Lịch đại ca rất là quen thuộc hay sao? Ta là Dương Khai, ta và hắn rất là quen thuộc, thân như huynh đệ. Cho nên việc của hắn chính là việc của ta. Nữ đại tỷ không cần phải khách khí. Lịch đại ca mặc dù có yêu tộc huyết mạch, nhưng làm người vẫn rất tốt. Đặc biệt thích ra mặt chống lại sự bất công, làm người cũng rất là lương thiện. Người như Lịch Giao mà cũng được nhiều người bình luận tốt như vậy ư? Quả nhiên là tình nhân ở trong mắt hóa tây thi mà. Trên hải đảo, cầm lấy, nếu làm không tốt, ta sẽ khiến đầu rồng của các ngươi rơi xuống đất. Dạ. Đây là đại nhân, ngài đây là. Thời hạn 1 tháng, nếu không hoàn thành, các ngươi đều phải chết. Tạo nghiệt mà, sao mệnh ta lại khổ như vậy chứ? Sớm biết vậy, ta không bằng cùng Phục Linh đại nhân đi nuôi dưỡng Long Huyết Hoa cho rồi. Nguyên huynh, thời gian 1 tháng đó là chuyện gì vậy? Mau tiết lộ cho chúng ta đi. Đều câm miệng cho ta. Phục Tề đại nhân bắt chúng ta xây dựng hành cung.
Trên hải đảo, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng. Chúng ta dùng thanh kim tử đồng, băng phách tuyết ngọc, thiên tinh vẫn xa, rất nhiều các loại tài liệu xây dựng hành cung trên trăm mẫu. Dùng tài liệu luyện chế đế bảo để xây dựng hành cung sao? Hào phóng quá nhỉ. Dù là đại đế tông môn cũng không làm được. Đại nhân, những tài liệu này tìm kiếm thế nào? Vừa rồi phục tề đại nhân đã giao cho ta một bộ phận tài liệu rồi, còn lại cần chúng ta đến ninh đảo gần đây để khai thác. Bổn tọa cũng không nhiều nữa. Tóm lại, không hoàn thành được thì chỉ có đường chết, hiểu chưa? Vâng. Tình nhi rốt cuộc ở trên tinh đảo nào đây? Có điều, tuy không cảm nhận thấy ác ý của hắn, nhưng sao lại cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy? Này, người đi khai thác băng phách tuyết ngọc cho ta. Mỗi ngày khai thác không đủ, 250 cân, bổn tọa cho ngươi đẹp mặt. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi đấy, điếc à? Tiểu tử này xui xẻo rồi. Băng phách tuyết ngọc này cực kỳ khó khai thác, cộng thêm nơi sinh ra âm hàn vô cùng, dù là đế tôn cảnh cường giả không cẩn thận cũng sẽ bị đóng băng đến chết. Hỗn xược, dám ngó lơ ta. Lần trước nhất định là hắn dùng ám chiêu mới khiến ta quỳ xuống, ta không sợ hắn đâu. Dương đại nhân, cẩn thận. Tiểu tử này lợi hại vậy. Nguyên võ đại nhân, thế mà không địch lại một con người sao? Tiểu tử, vốn nghĩ định cho ngươi chút giáo huấn, bây giờ xem ra phải cho ngươi biết chút quy tắc rồi. Đây là huyết mạch áp chế. Sao có thể? Ta không hề cảm nhận được khí tức của long tộc trên người của kẻ này. Hắn làm thế nào mà huyết mạch áp chế được ta? Muốn sống hay chết? Tiểu tử, nơi này là địa bàn của long tộc, mau bỏ. Mau bỏ bốn tọa ra, nếu không chết không có chỗ chôn thân. Ơi, mấy lời thoại phản phái này nghe phát chán rồi. Hắn thật sự dám giết ta? Với kinh nghiệm của ta, những người nói như vậy với ta đều xếp hàng dưới địa ngục phủ, dưới địa phủ cả rồi. Tha mạng, sớm vậy thì đã tốt. Đừng có chọc tức ta, không có lần sau nữa đâu. Hắn đánh bại long tộc rồi. Nguyên đại nhân, không sao chứ? Việc xây dựng hành cung này vẫn cần ngài tọa trấn. Thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Không sao. Đại nhân, nếu thực sự không có người, vậy chuyện khai thác băng phách tuyết ngọc giao cho ta đi, ngài thấy thế nào? Ngươi tên gì? Tiểu nhân Võ Trần. Kẻ này đang có ý đồ gì? Được, ngươi rất tốt. Chuyện khai thác băng phách tuyết ngọc này giao cho ngươi phụ trách. Cho ngươi 30 nhân thủ có đủ hay không? Sớm biết ta cũng lên định đoạt rồi, để tiểu tử kia chiếm lợi ích rồi. Cụ thể cần những người nào ngươi tự đi chọn. Chọn xong rồi nói cho bổn tọa, nếu có ai dám từ chối, bổn tọa sẽ xử hắn. Vâng, đa tạ đại nhân hậu ái. Đại nhân, công pháp của ta thích hợp khai thác thanh kim tử đồng, chi bằng để ta đi làm đi. Đại nhân, ta có một thứ tốt cho ngài. Tên họ Dương Khai. Tên họ Dương phải không? Cho ngươi đắc ý một tí, đợi ta tìm được cơ hội xem ta giết chết ngươi. Các ngươi phụ trách thanh kim tử đồng, các ngươi thiên tinh vẫn xa. Ngươi được phân phó rồi, bây giờ lập tức đi khai thác, thời gian cấp bách. Lữ đại tỷ, hỏi tỷ một chuyện. Tỷ ở bên Long Cung này đã từng nghe nói đến một long tộc tên là Trúc Tình? Chưa từng nghe nói. Nói ra không sợ ngươi chê cười, ta tuy ở đây 200-300 năm nhưng chưa từng rời khỏi nơi này, cho nên không quá hiểu biết về chuyện ở trong Long Cung. Vậy à, xem ra phải tự đi tìm rồi. Ngươi đi giả soát Long Cung không thể được. Nơi này là địa bàn của Phúc Trí đó, hắn là bát gia lôi long. Nếu ngươi bị phát hiện. Không sao, đương nhiên có cách không bị phát hiện. Chỉ là tỷ cô muốn đi cùng ta, để lại hai mẹ con sợ là sẽ bị tên họ Nguyên kia ức hiếp. Dương huynh đệ không cần lo lắng, ta ở đây mấy trăm năm, thật sự muốn trốn đi hắn không tìm được ta đâu. Dương huynh đệ nếu muốn đi thì cứ yên tâm mà rời đi. Ta hiểu rồi, tỷ ở bên này cẩn thận, vài ngày nữa ta sẽ quay lại. Trong Long Cung, sao ở đây toàn nam tử, một nữ tử cũng không có? Kỳ lạ, đến cấm khu điều tra xem. Tiếng của nữ tử lẽ nào lại là kiểu chưa từng nghĩ đến? Nam tử có long tộc thối nát, nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy mẫu long cũng buông thả như vậy. Nhìn lâu như vậy rồi,
có vào cùng không? Không ổn. Tẩm cung của Phục Linh, ngươi là ai? Làm phiền rồi, ta đi ngay. Muốn đi đường hồng. Tạm biệt. Không gian chi lực. Hắn là ai? Sao ta có cảm giác hơi quen thuộc? Thật không ngờ ta lại gặp phải chuyện như vậy. Ra ngoài lâu như vậy rồi, phải quay về xem Nguyên Võ có gây phiền phức cho Tam Nương bọn họ hay không. Nữ đại tỷ, sao tỷ lại ở đây? Vừa đưa chút đồ cho tên Nguyên Võ đó, hắn còn dám xếp việc cho tỷ làm. Ta bản thân ta chủ động muốn làm việc. Ta muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Tên Nguyên Võ đó không làm khó mọi người nữa chứ? Không có, thái độ của hắn tuy không tốt, nhưng không làm khó bọn ta nữa. Chào đại ca ca. Phu nhân, bọn họ ở phía trước. Bẩm phu nhân, chính là bọn họ. Quen sao? Ừm. To gan, chính là các ngươi đánh thương tiểu hồng của ta. Tiểu hồng gì, ta chưa từng gặp. Các ngươi nhầm rồi. Đưa ra cho hắn. Vị hoa phu nhân trước mặt ta đây là chủ nhân của đảo này, còn không mau giải thích rõ ràng. Phu nhân, Dạ Minh Châu đó là do cặp mẹ con kia ấy. Nhất định là họ đã gặp sủng vật của hoa phu nhân dưới biển, ra tay đánh thường bọn họ. Thiếu nữ này có hơi quen quen, rất giống với tên đáng ghét nào đó. Ồ, ta bảo sao lại ngửi thấy một luồng vị chua chua. Tam nương, những năm nay không gặp, cô đến tỷ tỷ cũng không nhận ra rồi. Hoa tỷ tỷ, hai vị muội muội, thật sự là người. Tỷ tỷ muội muội là thứ người được hạnh gọi hay sao? Không lấy cái gương ra mà nhìn xem bản thân là đức hạnh gì. Ngươi bị đuổi đi dám gọi bọn ta là tỷ tỷ muội muội, đúng là vô liêm sỉ. Tỷ muội với nhau bao năm như vậy, hà tất phải làm khó tam nương. Ồ đúng rồi, muội muội lần này về đảo kiểu gì vậy? Đại nhân bảo muội về sao? Bẩm phu nhân là thế này. Ồ, hóa ra là để xây dựng hành cung cho đại nhân. Vậy phải chăm chú vào nhé. Hành cung này là để chuẩn bị cho đại hôn của đại nhân, không được nơ nà. Nếu không các ngươi biết hậu quả đấy. Ây, đây chính là tiểu nghiệt chủng đó sao? Ngươi mới là tiểu nghiệt chủng. Câm mồm. Trẻ con không hiểu chuyện, tỷ tỷ đừng trách. Lời này của muội muội là có ý gì? Nói như thể tỷ tỷ không để tình người vậy. Tỷ tỷ đáng sợ vậy sao? Chuyện này không tính toán, nhưng chuyện của tiểu hồng thì không bỏ qua được. Tiểu hồng bầu bạn với ta mười mấy năm, ta đã coi nó là người nhà rồi. Cho nên rốt cuộc là ai đánh nó bị thương? Là do ta làm. Ta không biết là do tỷ tỷ nuôi. Là nó đột nhiên nhảy tọt qua, ta mới tùy ý đánh nó. Đừng nói gì, tỷ tỷ không phải vậy. Muội khiến ta quá thất vọng. Bây giờ muội cũng biết nói dối ta rồi. Tỷ tỷ thật sự là ta làm. Thực sự do cô làm. Tiểu hồng đâu thể nào còn sống. Không cần nói nhiều. Tam nương đã không dạy được con, vậy thì tỷ ta sẽ quản giáo thay muội. Mẹ, ngươi đừng có ức hiếp mẹ ta. Ta ức hiếp mẹ ngươi nhiều năm vậy rồi, ngươi vẫn biết giả bộ đáng thương như vậy. Tiểu nam, đánh vỡ mồm nó. Da mặt sao lại dày như vậy, khiến tay ta đau cả rồi đây này. Vật chơi mà vật chơi lui. Đánh thì đánh sao? Nữ đại tỷ đã xin lỗi các cô rồi, không cần thiết phải tuyệt tình như vậy. Thứ không biết điều, xin lỗi có tác dụng sao? Tiểu hồng bị thương thế nào? Bốn phu nhân muốn tiểu nghiệt chúng này hoàn trả y như vậy. Lợ một báo một, thiên kinh địa nghĩa. Được, cô nói cũng có lý. Lợ một trả một, quả thực công bằng. Tiểu hồng, ngươi muốn làm gì? Mau thả. Được rồi, bây giờ không biết cô muốn trả thế nào. Cô trả lại cho ta xem. Chết tiệt. Giết chết hắn cho ta, ra. Có nhìn gì nữa, còn không mau giết chết hắn cho bản phu nhân. Ta, nếu ta có thể giết hắn, sớm đã đắc thủ rồi. Vốn muốn mượn uy của cùng chỉ phu nhân để đánh áp tiểu tử này,
Ai ngờ hắn lại điên như vậy chứ. Được lắm, bản phu nhân sẽ đi nói với Phục Trì đại nhân chính là. Không cần nói gì hết, việc này cứ giao cho Châu Nguyên Mỗ đi, bắt lạt đến phu nhân là không được. Bị Phục Trì biết được, ta làm gì còn mạng nữa chứ. Chịu chết đi. Ây, may quá, chỉ phù một hơi chân khí liền đã bị đánh bại ta. Sao ngươi lại lợi hại như vậy chứ? Ta cảm thấy kỹ thuật diễn của ngươi còn lợi hại hơn. Giả thân giả quỷ, mau đứng lên cho ta. Ta không tin một đế tôn cảnh tầng 2 như ngươi lại không đánh được một đế tôn cảnh tầng 1. Đi chết đi. Một đế tôn cảnh tầng 1 như hắn sao lại mạnh như vậy chứ? Âm hiểm quá nhỉ, ta đã thụ giáo rồi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn chết? Ngươi đoán xem ta muốn làm gì? Dương huynh đệ, đừng, không thể giết ả. Ả là nữ nhân của Phục Trì. Trên đời này không có ai là không thể giết hết. Nếu ta chết, Phục Trì đại nhân sẽ giết chết các người để bồi mạng cho ta. Nữ đại tỷ cũng nhìn thấy rồi đấy, cô tốt bụng tha cho ả, ả lại không muốn dừng tay. Không bằng để ta giết ả cho xong. Ta phải làm sao đây? Nếu như giết ả, Phục Trì trách tội xuống sẽ liên lụy đến Dương huynh đệ. Ngươi thật sự muốn giết ta? Ngươi nghĩ ta đang nói đùa với ngươi sao? Không, đừng giết ta. Cầu xin ngươi đừng giết ta. Việc lúc trước ta sẽ không truy cứu nữa. Ngươi tha cho ta một con đường sống đi. Tam nương, muội và ta tỉ muội cả trăm năm, tỉ tỉ ngày trước cũng đối xử với muội không tồi. Hôm nay là tỉ đã sai, muội đại nhân không nhớ thù tiểu nhân, tha cho tỉ tỉ đi. Dương huynh đệ, giết chết ả sẽ chỉ hậu họa vô cùng, không bằng hơi thở của long tộc. Nói thêm một từ nữa thử xem, kêu đi, kêu to tiếng lên. Đại vị long tộc kia đến rồi, hắn sẽ giúp ta chủ trì công đạo, để các ngươi nếm đủ khổ hình của nhân gian. Hắn là bị mù hay sao? Còn ngươi ra đó làm gì? Còn không hết cứu mạng đi. Đại nhân đừng đi, cứu mạng. Long uy ngập trời, đây là bát giai long tộc. Ngọc Cầm qua đây, đã lương ôm con lần cuối. Đợi nát nữa gặp long tộc kia, ta sẽ cố hết sức ngăn cản, không thể liên lụy đến Dương huynh đệ. Yo tiểu cữu tử, sao ngươi lại? Trúc Liệt đại nhân cứu mạng, mau giết tên tiểu tặc này. Ngươi là nữ nhân của Phục Trì đại nhân, cứu mạng à? Chuyện gì vậy? Tên này liệu không phải là nghe thấy tin tức đặc biệt chạy đến đây đấy chứ? Hiếp thân nuôi sủng vật bị lũ người này vô cớ đánh thương, đến đòi giải thích. Người này không những không thừa nhận, còn ra tay với tỉ muội bọn ta. Mong đại nhân hãy làm chủ thay ta. Đạp vào người ta thành thể thống gì? Bỏ ra đã rồi nói, người tốt xấu gì cũng là nam nhân. Trước mặt long tộc đại nhân còn dám hỗn xược, ngươi nghĩ bản thân là gì ghê gớm? Còn không mau bỏ cái chân thối ra. Cô ta là nữ nhân của Phục Trì, ngươi nếu giết cô ta thật, Phục Trì nhất định là không để yên. Vậy thì để hắn đến tìm ta, không biết hắn có cái gan đấy không. Ngươi đúng là tên gây họa. Nói chuyện kiểu gì vậy, cẩn thận ta đập ngươi. Ta không nghe nhầm đấy chứ? Hắn vừa rồi định đánh trúc liệt đại nhân. Là khí tức của Phục Trì hắn đến rồi. Hắn có lẽ là cảm giác được ta nên mới đến, có chút không yên tâm, đặc biệt đến để xem tình hình. Ngươi có mâu thuẫn gì với hắn? Chẳng có mâu thuẫn gì, có điều ngươi sắp có mâu thuẫn với hắn rồi. Đại Phục Trì đại nhân đến nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vậy đành phải vậy thôi. Ngươi sao lại? Hắn lẽ nào muốn giết sạch mọi người diệt khẩu? Hai người này không thể giết. Ta khuyên ngươi nhanh chóng rời khỏi Long Đảo. Không cần, tùy ngươi, dù sao cũng là phiền phức của ngươi. Vẫn còn một tên giả chết. Phục Trì đại nhân cứu mạng. Tha mạng.
Đây là do ngươi làm. Loại có mắt như mù va chạm vào ta, đã thay người ta ra tay xử lý mà thôi, không cần cảm ơn. Cô ta động vào ngươi? Hoa Nhi đã từng gặp Trúc Liệt, sao có thể động vào hắn được? Trong đó chắc chắn là có vấn đề. Sao không nỡ à? Vật chơi mà thôi, giết thì giết, có gì mà không nỡ? Coi như là ngươi biết điều. Ngươi hôm nay qua đây là vì chuyện gì? Đến xem hành cung bên này của ngươi xây dựng thế nào rồi. Vừa rồi ta quét mắt một lượt, tiến độ không tồi, cùng đi xem đi. Dù sao nơi này cũng là để. Đừng phí lời nữa, đi thôi. Hãy cho tên Trúc Liệt ngươi 5 lần 7 lượt làm bộ trước mặt của ta. Đợi một tháng sau thì không còn nhìn sắc mặt của ngươi nữa. Dương huynh đệ, vị đại nhân đó, chuyện hôm nay giữ kín đi. Thiếp thân hiểu rồi. Chuyện hôm nay mẹ con ta tuyệt đối là không nói ra ngoài. Phục trì đó cũng là bát giai nông tộc, tại sao lại phải nhẫn nhịn Trúc Liệt? Hơn nữa, Trúc Liệt tiểu tử này rõ ràng có chuyện gì đó đang giấu ta. Ồ, đã xem xong quay về rồi sao? Đi theo ta. Thần thần bí bí, hắn muốn làm gì? Trên hải đảo, ngươi đã tiến vào đây kiểu gì vậy? Đường vào Long đảo gần như đã bị mấy vị trưởng lão bố trí cấm chế hết rồi. Nếu không cẩn thận chạm vào sẽ tự sinh ra hư không mê cung. Ta tinh thông không gian pháp tắc, hư không mê cung nhỏ bé không làm gì được ta hết. Qua như người vận khí cũng tốt, mê cung đó cho dù là đại đế tiến vào cũng sẽ bị nhốt một khoảng thời gian. Đừng nói nhảm nữa, ta muốn gặp Trúc Tình. Ngươi quay về đi, ngươi không nên đến đây. Nói cho ta biết Trúc Tình đang ở đâu. Bản thiếu nhịn ngươi rất lâu rồi, đừng tưởng rằng ta đoán không ra. Trúc Tình quay về Long đảo chắc chắn là do ngươi ở phía sau giở trò. Long đảo là nơi truyền thừa của các đời long tộc chúng ta, không quay về Long đảo lẽ nào quay về Lăng Tiêu Tông của ngươi hay sao? Quy củ truyền thừa con mẹ ngươi. Ta chỉ biết cô ấy là nữ nhân, ta là nam nhân, chúng ta yêu thương lẫn nhau. Ngươi không gặp được tỷ ấy đâu, đến nay cho dù ta có giúp ngươi cũng không thay đổi được gì. Là ý gì hả? Nếu như vì tỷ tỷ ta, ngươi có nguyện làm đến mức độ nào? Không chết không ngừng. Trúc Tình, mắt nhìn không tồi, hy vọng ngươi nhớ những lời vừa nói. Có phải Trúc Tình gặp phải nguy hiểm gì không? Không đến mức nào nguy hiểm, chỉ là tỷ ấy bị nhốt lại rồi. Bởi vì ta... Không sai, khi đó Trúc Tình quay về Long Đảo bẩm báo việc giữa ngươi và tỷ ấy với trưởng lão. Chỉ vì việc này các ngươi liền nhốt cô ấy lại. Kết hợp với nhân tộc chính là đại kỵ của Long tộc. Phóng rắm. Vậy những thứ nuôi dưỡng bởi Long tộc trên đảo này, sao không thấy trưởng lão các ngươi nhốt lại? Trúc Tình muốn thoát ly khỏi Long Đảo, các trưởng lão sao có thể nhịn được? Kẻ ngốc đó, vì ngươi vậy mà lại dám làm đến mức độ này. Còn không bằng không cho tỷ ấy quay về, thoát đi khỏi Long Đảo. Trúc Tình không muốn chạy trốn hay sao? Long mạch bị phong ấn, tu vi bị áp chế, đến nay tỷ ấy đến một chút sức lực đều không thể dùng được. Ngươi chạy thử cho ta xem. Vậy cô ấy ở đâu? Mau dẫn ta đi tìm cô ấy. Ngươi đi cũng không ích lợi gì hết. Nơi tỷ ấy bị nhốt, ngươi không xông vào được đâu. Canh giữ tỷ ấy là nhị trưởng lão, có thực lực sánh ngang với đại đế. Nhị trưởng lão đã sánh ngang với đại đế rồi, vậy đại trưởng lão chẳng phải còn mạnh hơn hay sao? Đại trưởng lão của các ngươi có thái độ thế nào? Đại trưởng lão Trúc Viêm là long tộc Trúc hệ chúng ta, nhị trưởng lão Phục Chuẩn là phong tộc Phục hệ. Mặc dù đều là long tộc nhưng quan hệ không hề vui vẻ gì. Đại trưởng lão, nếu đã là long tộc Trúc hệ, vì sao không bảo vệ Trúc Tình? Trúc Tình phạm phải tộc quy, là mô nhục huyết mạch của long tộc ta. Đại trưởng lão muốn bênh vực cũng không được. Ngươi nói ta có thể áp chế được huyết mạch của nhị trưởng lão các ngươi hay không? Dựa vào bản lĩnh hiện giờ của ngươi thì đừng mơ tưởng nữa. Ở Long đảo, ngươi đến ta cũng không áp chế được đâu. Ý gì hả? Trong Long Điện hội tụ tiên tổ chi lực của cả đời long tộc, chỉ cần
cầu được Long Điện bí thuật che chở thì trong một mức độ nào đó có thể xóa bỏ được áp chế huyết mạch. Chẳng trách lần trước ở Thanh Dương Thần Điện không thể nào kịp thời áp chế được hắn. Nếu muốn áp chế cường giả như Nhị Trưởng Lão, trừ khi ngươi có thể đem Long tộc bản nguyên trong cơ thể hoàn toàn dung hợp mới được. Cứ cho là vậy, cũng chỉ có một tia hy vọng. Toàn bộ dung hợp, vậy thì không thể nào. Không có khổ tu trăm năm, căn bản không thể nào dung hợp toàn bộ được. Đúng rồi, ta có Long Đảo lệnh. Ta có thể lấy Long Đảo lệnh để đổi lấy tỷ tỷ của ngươi hay không? Không làm được. Tiền đề sử dụng Long Đảo lệnh là không được phản bội nguyên tắc của Long tộc, ảnh hưởng đến lợi ích của Long tộc. Lẽ nào thật sự không có cách nào khác hay sao? Từ sau khi phổ thăng đế tôn cảnh, đã rất lâu rồi không cảm nhận được cảm giác vô lực thế này. Một tháng sau có lẽ sẽ có cơ hội. Là ý gì? Một tháng sau, Trúc Tình sẽ rời khỏi linh đạo của Nhị Trưởng Lão, kết hôn với Phục Trì. Khi đó ngươi có cơ hội đưa tỷ ấy đi. Ngươi nói thêm lần nữa, hình như ta chưa nghe rõ. Trúc Tình sẽ kết phu thê với Phục Trì để kéo dài huyết mạch Long tộc. Nữ nhân của ta phải gả cho người khác. Ngươi đừng kích động. Hôn sự này Trúc Tình căn bản là không đồng ý. Nhưng đây là quyết định của Đại Trưởng Lão. Cho nên tỷ ấy bị áp chế Long mạch, phong ấn tu vi, nhốt lại. Trúc Tình chắc chắn là rất chịu. Đã chịu rất nhiều khổ cực, đến nữ nhân thương yêu cũng không thể nào bảo vệ được. Ta còn gì là nam nhân nữa. Khi đại hôn, tỷ ấy sẽ tiến đến hải đảo của Phục Trì. Ngươi muốn cứu tỷ ấy chỉ có một cơ hội đó. Một tháng sau cửu tử nhất sinh. Ta hiểu rồi. Ta mong chờ ngày ấy sẽ đến. Cần nói ta đều đã nói hết rồi. Tiếp theo phải làm thế nào thì phải xem bản thân của người. Một tháng sau nữ nhân của ta sẽ đại hôn cùng nam nhân khác. Ta tuyệt đối không cho phép. Phục Trì dám chó, đợi đó cho ta. Ây à, hình như đã phát hiện ra một bí mật lớn rồi. Trúc Liệt à Trúc Liệt, bình thường dám coi thường ta, lần này ta sẽ để cho ngươi biết tay. Ây, sao trời lại tối đi vậy? Ngươi từ lúc nào nhìn ta đấy? Tiểu biên giới. Ây, đây là nơi nào? Ấy, dựa vào bản lĩnh của ta ở trong tay hắn, vậy mà lại không có chút phản kháng nào cả. Kẻ này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại còn đáng sợ hơn cả hồi báo của Trúc Liệt vậy? Ngươi chết chắc rồi. Tộc nhân của ta nhận được tin tức của ta sẽ lập tức đến đây. Ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, cầu xin có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hưu chết trong tay ai cũng chưa biết được đâu. Gan cũng lớn lắm. Ta rất tò mò, Trúc Tình rốt cuộc là coi trọng ngươi ở điểm nào. Vậy mà lại không tiếc thoát ly khỏi Long Đảo, phải ở bên ngươi, lẽ nào bản lĩnh của ngươi về phương diện đó rất không tồi hay sao? Ai biết được chứ. Ta nghe nói Trúc Tình có thể phổ thăng cửu giai Long Mạch, đều là nhờ công lao của ngươi. Ta cũng muốn thử xem. Thật là ngầu quá, ta không hứng thú với giày rách. Ta thì lại khá hiếu kỳ, ngươi đã ẩn nấp kiểu gì vậy, đến ta cũng không phát hiện ra ngươi. Cô nải nải là tử nòng, trời sinh đã biết thiên biến vạn hóa. Biến thành đá cứng thì có gì hiếm có đợ, thì có gì hiếm đâu chứ. Thiên biến vạn hóa, thần thông này không tồi. Nếu không phải là ta vô ý thức động đế nguyên, phát giác có gì đó không đúng, thật sự nào đã bị cô ta lừa mất. Sao các trưởng lão vẫn chưa đến? Nếu như ngươi đang đợi cứu bình, vậy thì có thể phải khiến ngươi thất vọng rồi. Đây không phải là huyễn trận, đây là tiểu huyền giới. Chết tiệt. Là thế giới lực. Chết. Ngươi không được giết ta. Ta là nữ nhân của Trúc Liệt. Ngươi là cái gì? Nói lại lần nữa. Trúc Tình bị ban hôn cho Phục Trì. Vì để bồi thường, Phục hệ Long tộc ta sẽ có một người gả cho Trúc hệ Long tộc. Mà ta chính là kẻ bị gả qua đó. Trúc Liệt chính là người sẽ thành hôn với ta. Trúc Liệt có đáp ứng không? Khẩu vị của Trúc Liệt cũng lặng quá đấy. Vậy mà lại nhìn chúng nữ nhân thế này. Cũng không sợ cả đầu mọc đầy sừng hay sao? Hắn không đáp ứng cũng không được,
trong mắt của các trưởng lão, duy trì long tộc huyết mạch mới là việc đại sự hàng đầu. Ơi, hắn cũng thảm lắm. Tỷ phu, chúng ta đều là người một nhà, ta cũng không muốn tiết lộ bí mật, chỉ là muốn lấy việc này để ép Trúc Liệt ngoan ngoãn mà thôi. Tỷ phu, nếu như không thấy ta, các trưởng lão chắc chắn là sẽ truy xét. Đến lúc đó, kế hoạch cứu trúc tình của người sẽ tan thành xương khói đấy. Long tộc số lượng ít, thiếu mất một người chắc chắn là sẽ dẫn đến chấn động long đảo. Chỉ cần tỷ phu đừng giết ta, Linh Nhi việc gì cũng nghe theo hết. Ta không tin ngươi có thể chống lại mị lực của ta. Bỏ long hóa, tỷ phu ngươi muốn làm gì với ta? Mở thức hải của ngươi ra. Ta không muốn nói lần thứ hai. Thân ở trong thế giới của ngươi, ta cũng không có cách nào phản kháng. Tỷ phu ngươi nhẹ nhàng một chút, đây là lần đầu tiên ta của ta đấy. Sức hộ thần hồn thật là mạnh, đây là thần hồn khắc ấn. Biết sớm thế này đã không xem náo nhiệt rồi. Có thần hồn khắc ấn, sao ta có thể thoát được khống chế của hắn chứ? Tỷ phu, ngươi có gì muốn phân phó? Yên phận đi, đợi một tháng sau ta sẽ rời đi, đến lúc đó ngươi sẽ được tự do. Chỉ có vậy. Lẽ nào hắn đã thay đổi chủ ý rồi, muốn cùng ta? Ta biết là mị lực của lão lương là vô địch mà. Trên người của ngươi có long huyết hoa hay không? Không có, cái gì chứ? Giao lưu thân thể là được rồi, sao lại dính đến lợi ích vậy? Nếu để ta tìm được thì... Ây, suýt nữa thì quên, còn có ba bông chưa ăn. Mọi người đều là người một nhà, tỷ phu muốn thì lấy mà dùng đi. Sớm biết đã không dễ dành, đã không để dành, trực tiếp lút trưởng cho rồi. Coi như là ngươi thức thời. Nơi xây dựng hành cung, động tác nhanh chút, sắp phải nghiệm thu việc rồi. Đúng là khách quý, Dương huynh sao lại đến đây vậy? Ta đến là muốn nói với võ huynh. Nguyên võ bị long tộc giết rồi. Người chết rồi. Không có nguyên đại nhân chủ trì hành cung ở đây. Do huynh chủ trì là được. Đây là nhẫn không gian của nguyên võ. Dương huynh đừng đùa nữa, võ mỗ sao có thể. Võ huynh đừng từ chối, ta cũng chỉ là phụ trách truyền đạt ý của long tộc mà thôi. Nếu có người dám không nghe lệnh, huynh chỉ cần nói với ta, sẽ tự có long tộc đến xử kẻ đó. Dương huynh có quan hệ với long tộc bên đó, huynh cứ yên tâm quản sự. Trong kỳ hạn, hành cung ở đây phải xây xong, nếu không tất cả đều phải chết. Ta hiểu rồi Dương huynh, chuyện bên này sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Vậy là tốt nhất, ta còn có việc đi trước đây. Sắp xếp việc ổn thỏa cả rồi, lên đi tu luyện thôi. Tiểu huyền giới, muốn đối phó với long tộc, cách tốt nhất là kiếm kim thánh long bản nguyên dung hợp với ta tốt hơn, như vậy mới có cơ hội thắng. Trước đó đơn long huyết đan nghiên cứu cũng kê anh, cùng kê anh, giờ vừa đúng lúc có tác dụng. Mà mấy viên này phẩm chất không giống nhau, nghĩa nào là do long huyết hoa phẩm chất. Bỏ đi, không nghĩ nhiều như vậy. Nhiệm vụ cấp bách là nhanh chóng nâng cao thực lực. Hiệu quả của 10 viên long huyết đan này quả nhiên là kinh ngạc, khiến ta từ 4-5 trượng trực tiếp tăng thêm 1 trượng nữa. Ta cần nhiều long huyết hoa hơn. Hải đảo, ta cần long huyết hoa. Không có, không tin ngươi đi nục đi. Ta không phải cho ngươi 3 cây rồi sao? 3 cây là nhiều sao? Còn không đủ để ta xỉa răng kia kìa. Xỉa răng? Tao luyện hóa 3 cây long huyết hoa cần thời gian hơn 1 tháng, ngươi 1-2 ngày đã hoàn thành rồi, nhanh quá vậy. Cô không có thì thôi, ta cần long huyết hoa trên long đảo. Không thể được, chuyện này nếu để các trưởng lão biết, ta nhất định là sẽ bị đuổi vào long mộ. Tỷ phu, vạn sự đều dễ nói, duy chỉ có chuyện này. Cho vào long mộ có lẽ còn có sinh cơ, nhưng từ chối ta thì nên biết có kết cục gì. Tỷ phu tha mạng, ta nguyện dẫn đường. Long huyết hoa ở long đảo trồng hết ở đâu? Do ai trồng? Ở trên một đảo do ta trồng. Do ta trồng?
long tộc các ngươi tự đại quá vậy. Trong địa như vậy chỉ có một long tộc trông chừng. Hơn nữa nhìn bộ dạng của cô hình như cũng không có tác dụng lắm. Không phải bọn ta tự đại, mà là ở Long đảo chỉ có các trưởng lão mới có tư cách đi hái long huyết hoa. Không ai dám vào đó. Bọn ta bình thường là luân lưu trồng trọt. Năm nay vừa đến lúc vừa đúng lúc đến lượt ta. Long tộc các ngươi thông thường hái long huyết hoa là vào lúc nào? Rất sớm, ít nhất là cần thời gian 2 tháng. Vậy cũng tốt, 2 tháng. Lúc đó ta không ở Long đảo nữa. Vậy thì không sao. Linh đảo. BIBI, nguyện vọng lăm ló đến Long đảo đã thực hiện được rồi, nhưng chưa từng nghĩ đến làm dưỡng liệu cho long huyết hoa. Cũng không biết là tam lương bên đó thế nào rồi. Đã nghĩ như vậy chi bằng đi xem sao. Dương huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đến cứu ta rồi. Cứu ngươi chỉ là tiện tay, ta đến đây là có việc khác. Việc gì lệ mỗ có thể giúp đỡ? Đi theo ta là được. Tỷ phu chính là ở đây. Ây, nhiều long huyết hoa như vậy đủ để luyện nhiều long huyết đan rồi. Ngươi muốn trộm long huyết hoa, đợi đã tỷ phu. Còn có cực phẩm long huyết hoa. Tôi rồi, cả nghìn cây long huyết hoa này không nhìn thấy đâu. Trong đó còn có cực phẩm long huyết hoa cho đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Ta sợ là phải vào long mộ thật rồi. Bớt phí lời, mau ra tay đi. Vâng. Long huyết hoa đã trưởng thành đều thu thập xong rồi. Lệ Giao và Lữ Tam Nương, bọn họ cũng đưa vào trong tiểu huyền giới rồi. Tiếp theo, ta phải bế quan tu luyện. Cô trông coi linh đảo này. Cần ta sẽ gọi cô. Chuyện đêm nay không được bạo lộ. Biết rồi. Khốn nạn, cho bản thân mình làm ra. Bắt ta phải thu dọn. Khốn nạn, làm việc cho tỷ phu là vinh dự của ta. Chuyện tỷ phu giao phó cho ta nhất định là sẽ làm tốt. Tỷ phu cứ yên tâm đi. Long huyết hoa thượng đẳng đều bị hắn lấy đi rồi. Lẽ nào hắn thật sự có năng lực tiêu hóa toàn bộ? Tiểu huyền giới, luyện chế 20 nọ long huyết đan, sản sinh ra gần 100 viên, trong đó có 5 viên sinh ra đan văn, không tồi. Tình nhi, chờ ta. Lục trượng long khô, lão tử nhất định sẽ đưa cô đi. Long tộc băng đảo. Dương Khai. Dương Khai. Đã nghĩ thông chưa? Dưa hái non thì không ngọt, nhị trưởng lão cần gì phải bức ép như vậy? Long tộc duy trì loài giống mới là việc lớn. Nhi nữ tình trường, có đáng làm gì cơ chứ? Chưa kể đến ngươi lại dám tìm một nhân loại bôi nhọ long tộc. Đó là việc riêng của ta, có liên quan gì chứ? Trong cơ thể của ngươi mang huyết mạch của long tộc, từng cử chỉ ngôn từ đều liên quan đến danh dự của long tộc. Bản cung không thể để ngươi muốn làm gì thì làm được. Ở trong mắt của nhị trưởng lão, nghĩa nào ngoại trừ sinh sôi long tộc thì không có việc gì khác hay sao? Số lượng long tộc vốn đã ít ỏi, nếu như đều không nghe lời giống như ngươi, bản tộc chỉ sợ rất nhanh sẽ bị diệt vong. Không ngờ rằng ta còn gánh trọng trách phát triển long tộc nữa đấy. Thật đúng là thụ sủng nhược kinh mà. Ta biết ngươi oán ta, nhưng chỉ cần ngươi có thể đẻ ra long tự, cho dù là bị ngươi mắng vài câu cũng có đáng gì. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, thay vì ngày sau vô cùng đau khổ, còn không bằng nghĩ thông cho sớm. Nhị trưởng lão, việc mười mấy năm, lẽ nào ngươi không có chút hối hận hay sao? Cô ấy còn ở trong long mộ chịu khổ chịu nạn kia kìa, hiện giờ thả cô ấy ra vẫn còn kịp. Long mộ chỉ có thể tiến vào, không thể đi ra, nó tự mình chuốc lấy. Tiểu huyền giới, Tam Lương, Lịch ca ca,
xem ra ta đến không đúng lúc rồi. Không có, không có. Dương huynh đến rất đúng lúc. Dương huynh có việc gì vậy? Ta muốn đi dạy dỗ Phục Trì. Được, ta đi giúp Dương huynh một tay. Nguyên hùng năm đó hãm hại Lữ Tam Lương chính là Phục Trì. Hù cướp vợ không thả không báo. Lịch ca ca, không thả đi đâu huynh sẽ chết mất. Lương, Lương của ngươi không sao đâu. Hãy chăm sóc cho Lương cẩn thận. Nếu như ta không thể quay về, bảo Lương của con đưa con, đưa con về Như Ý Môn đi. Lịch đại thúc, lần tới gặp mặt nhớ gọi cha. Hành cung hải đảo, động tác nhanh lên. Đại hôn của Phục Trì đại nhân lập tức sẽ bắt đầu. Dương huynh đã nhiều ngày không gặp, võ huynh đã vất vả rồi. Cũng hết cách. Ai bảo đây là nhiệm vụ mà Long tộc giao xuống cơ chứ? Võ mỗ cũng không muốn chết. Võ huynh vậy mà lại đột phá rồi. Lúc trước còn là đế tôn cảnh tầng 2, hôm nay chính là đế tôn cảnh tầng 3. Tốc độ tu luyện này cũng đáng sợ quá đấy. Dương huynh, ngươi là không biết cả tháng này ta đã trải qua thế nào đâu. Mấy lần gặp nguy hiểm suýt thì mất mạng, rất nhiều huynh đệ đều đã. Ai? Vậy mà mới đó đã tổn thất 4 thành võ giả. Xây dựng hành cung vậy mà lại nguy hiểm như vậy. Hơn nữa những võ giả này sao lại sợ võ trần như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy để hắn có được lực uy hiếp đáng sợ như vậy? Đúng rồi Dương huynh, nếu đã đến rồi vậy thì đừng đi nữa. Ngày mai Long tộc đại hôn, đặc biệt phái ta ở lại quan sát ở một bên, tham gia náo nhiệt. Cũng đang có ý này. Dương huynh, ta vẫn còn có việc bận, xin phép đi trước nhé. Ta đi xem xét quanh đây. Võ trần kia có chút cổ quái, ta biết chỉ cần hắn không ngăn cản ta, mọi thứ đều dễ nói. Nếu dám đối đầu với ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đúng rồi Dương huynh, ngươi và Phục Trì có ân oán gì? Đại hôn Long tộc ngày mai là Phục Trì và Trúc Tình. Thì ra là cũng giống ta, đầu nào mối thù cướp vợ à. Xem ngày mai ra, xem ra ngày mai sẽ rất là náo nhiệt đây. Hải đảo hành cung, chuẩn bị thế nào rồi? Mọi thứ đều thỏa đáng, chỉ đợi Tân Lương đến thôi. Rất tốt, đến đúng lúc lắm. Trước Phục Trì hành cung, Trúc Tình qua hôm nay cô sẽ là người của ta rồi. Tứ trưởng lão Trúc Không, đại trưởng lão Trúc Viêm, nhị trưởng lão Phục Chuẩn, tham kiến ba vị trưởng lão. Sau đại hôn mong vợ chồng các người xem trọng lẫn nhau, ân ái trường tồn. Tứ trưởng lão yên tâm, Phục Trì nhất định là không bằng đãi tình nhỉ. Bọn ta sẽ sớm sinh con, nối dõi huyết mạch. Ý lời thì nói ít thôi. Dìu Trúc Tình đi nhanh chóng hoàn thành hôn sự đi. Nương tử, ta đến vén khăn đỏ cho làng. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói nành. Lang quân Như Ý của ta chỉ có hắn. Ai dám vén khăn đỏ của cô ấy? Lão tử bẻ đâu kẻ đó. Trúc Liệt, ngươi làm gì vậy? Ai vậy, mau đuổi hắn đi. Tình nhi, ta đến đón cô đây. Ngươi không nên đến. Vậy à? Vậy ta đi đây. Ngươi dám? Đến rồi thì đừng hòng đi. Cả đời này ta theo ngươi chắc rồi. Xem ra là không muốn cả cho người khác rồi. Vậy ta yên tâm rồi. Chúng ta sẽ chết đấy. Sống cùng giường chết cùng huyệt cũng là chuyện tốt mà. Nam nhân vớ vẩn ở đâu chui ra, lại dám cướp nữ nhân của ta. Mồm sạch sẽ một chút đi.
đây mới là nam nhân của ta. Nam nhân của cô? Mặt của Phùng Trì đại nhân hình như hơi xanh, là trên đầu hơi xanh. Một con rồng đàng hoàng đã đi làm người thứ ba trong chuyện tình yêu của người khác, rõ ràng là chuyện của ba người, Phùng Trì đại nhân lại không có danh phận. Lối vào bạch chi cấm địa, kẻ khác xông vào sẽ có cảnh báo, lần này lại không có, chắc chắn là có kẻ giở trò. Đại trưởng lão, người có biết gì không? Ta thì biết gì được, có lẽ là bố trí mười mấy năm trước mất tác dụng rồi. Xin hỏi vị nào là nhị trưởng lão? Ngươi chính là Dương Khai phải không? Thả cô ấy ra. Nhị trưởng lão có phải nhầm gì không? Ta và tình nhi tình đầu ý hợp, thấy cô ấy gặp nạn đặc biệt đến giải cứu, không trói buộc gì sao lại nói thả được? Ta nói thả cô ấy ra. Chúc tình hôm nay phải đại hôn với Phục Trì, phu quân của cô ấy cũng chỉ có mình Phục Trì. Ta và tình nhi là yêu nhau thật lòng. Đáng ghét, không hổ là long tộc trưởng lão, thực lực không thể coi thường. Nhị trưởng lão sai rồi, phu quân của tình nhi chỉ có mình hắn. Bất luận là long tộc có chấp nhận hay không, có cho phép hay không, đời này kiếp này tình nhi đều là người của hắn. Không biết liêm sỉ, sức mạnh đáng sợ quá. Chỉ là long uy đơn thuần thôi mà đã khiến đế nguyên trong cơ thể của ta không thể nào lưu chuyển bình thường. Hôm nay là ngày đại hỷ của long tộc, vốn không muốn sát sinh. Có điều Ngươi đã cố chấp bất ngộ như vậy, vậy thì đừng trách bổn cung vô tình. Đợi đã, Long đảo lệnh ở đây, ngươi không thể giết ta. Lão phu cần kiểm tra rõ ràng thật giả, không biết có thể cho lão phu xem không? Vậy tất cả nhờ vả đại trưởng lão rồi. Không sai, chính là Long đảo lệnh. Nghe nói người có Long đảo lệnh có thể đưa ra một yêu cầu với Long đảo. Dừng tay. Long đảo lệnh hủy rồi. Trước Phục Trì hành cung. Nhị trưởng lão, hành động này là ý gì? Xông vào Long đảo, đây là một tội. Ngài Long tộc đại hôn làm loạn, đây là tội thứ hai. Bôi nhọ danh dự của Long tộc Long nữ, đây là tội thứ ba. Tội nào cũng đáng chết. Có điều bổn cung hôm nay không giết ngươi, miếng Long đảo lệnh đó đương nhiên dùng để đổi lấy mạng của ngươi. Ta nói lấy Long đảo lệnh để đổi lấy mạng của mình lúc nào? Ta muốn Long đảo các ngươi để ta và tình nhi rời khỏi đây. Ngu si mơ mộng. Nhị trưởng lão, quy tắc Long tộc, người có Long đảo lệnh có thể đưa ra một yêu cầu hợp lý với Long tộc. Tuy cô là nhị trưởng lão nhưng cũng không thể mặc kệ tổ tông di huấn. Đại trưởng lão, ta cần một lời giải thích. Yêu cầu của ngươi vi phạm quy tắc của Long tộc, lão phu không thể đồng ý. Ngươi tự đi đi. Đi, ta nói cho hắn đi sao? Nhị trưởng lão, Long tộc nói lời giữ lời, cô đây là có ý gì? Bổn cung có thể không giết hắn, nhưng không để lại Long tộc bản nguyên, đừng hòng rời đi. Nhị trưởng lão, đừng có quá đáng, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Tình nhi nhà ta đã nói chuyện với cô như vậy rồi. Vậy thì sao, lẻ mặt cô, lão yêu bà chết tiệt. Người thế mà còn thêm chữ chết tiệt vào. Tiểu tử được voi đòi tiền, không biết điều muốn chết. Tình nhi tránh ra. Rốt cuộc là Long tộc các người ức hiếp người quá đáng, hay là bốn thiếu được voi đòi tiền? Long hóa. Đây là bắt trượng Long khô, hắn đã tu luyện hóa Long quyết. Lật mặt, ta phải đánh vỡ mồm người. Cái gì? Đây chính là sức mạnh ngang với đại đế, quả nhiên đáng sợ.
Ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn giao Long tộc bản nguyên ra đi. Một mình ta đương nhiên không phải đối thủ của cô. Nếu thêm một người nữa, cộng thêm một quân cờ thì sao? Cái gì? Phong ấn của cô ta từ khi nào giải bỏ rồi? Là chuyện tốt cô làm đấy. Cô làm được mà không cho bổn thiếu làm được hay sao? Đạo lý của nhà ai vậy? Thì ra là thế. Vốn nghĩ hắn ngoài mạnh trong yếu, lại không ngờ là dương đông kích tây. Khi hắn và tình nhi tiếp xúc, đã âm thầm giúp cô ấy giải trừ phong ấn. Bọn ta đã hoàn toàn bị thu hút bởi Long đảo lệnh đó. Chuyện hôm nay nếu không thể giải quyết hoàn hảo, Long đảo rất có khả năng sẽ đối mặt với kẻ địch mạnh. Trúc Tình, cô muốn tạo phản hay sao? Còn không mau thả phục trì ra cho ta. Ta nghe Dương Khai, huynh ấy bảo ta thả thì ta thả. Đừng quên cô là Long tộc, cô là một thành viên của Long đảo. Tội tàn hại đồng tộc, cô nên biết sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Tàn hại đồng tộc? Ta khuyên cô đừng có ý định giết ta. Con người to gan nhỏ, không chịu được khinh hãi, không cẩn thận một cái tay run là nát bét đấy. Nghe nói Long tộc các người số lượng ít ỏi, không biết Bát Gia Lôi Long trong lòng nhị trưởng lão có địa vị thế nào. Long tộc ta và ngươi hôm nay không chết không thôi. Ây à, ngại quá, tay run rồi. Do hùng đấu hận với ta, Dương Khai ta từ khi xuất đạo đến giờ chưa từng thua, cho nên đừng khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Ôi, Long Truy Lực của ta, thả hắn ra, ngươi đã làm quá rồi đấy. Là Long đảo các ngươi đã quá đáng trước. Thả phục trì ra vẫn có thể đàm phán. Để ta và Thanh Nhi giờ đi. Ta tha cho hắn sống, nếu không mọi người đều phải chết. Thả người, nếu không chỉ có một con đường chết mà thôi. Con đang nhằng, ta không ngại. Văn thứ ở dưới kia của hắn, của hắn đi. Xem sắn còn duy trì loài giống cho Long tộc các ngươi thế nào. Ngươi, cho các ngươi 10 hơi thở để suy nghĩ. Rốt cuộc là thế nào thì các ngươi tự mình quyết định đi. 10, 9, 8, 1. Tình nhỉ, xem ra chúng ta hôm nay phải là một đôi uyên ương, đồng bệnh ở đây rồi. Trên đường hoàng tuyền có người đi cùng, ai cũng sẽ không thấy trầm mặc. Vậy thì liều chết đến cùng vậy. Long tộc bí thuật, ngươi vậy mà lại đem bí thuật của Long tộc luyện đến mức độ này. Hắn có được truyền thừa của tổ Long bản nguyên, chẳng trách hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà giải trừ phong ấn của Trúc Tình. Hắn đã là một thành viên của Long tộc rồi, tổ Long bản nguyên đã bị hắn dung hợp, không thể đoạt đi được. Nếu không tổ Long bản nguyên sẽ bị tổn thất, chết tiệt. Trừng phạt. Nếu như để hắn hủy đi bản nguyên của phục trì sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách là Long tộc. Sau khi chết cũng không thể nào lưu lại bản nguyên, sẽ chuyển tiếp vào thai mới. Chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi một Long tộc. Mau dừng tay. Đại trưởng lão còn có gì muốn chỉ giáo? May mà đại trưởng lão còn biết điều, nếu không thật đúng là phải dùng, phải cùng Tình Nhi đi chết rồi. Ta không ổn. Vừa rồi còn là dáng vẻ chém giết lẫn nhau, hiện giờ mặc kệ tất cả mà chạy về bên đó làm gì vậy? Nhìn dáng vẻ này của bọn họ, lẽ nào Long đảo xảy ra chuyện gì hay sao? Tình Nhi, bên đó là nơi nào vậy? Bên đó là Long mộ, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi. Long mộ nghe có vẻ rất là quan trọng, có lẽ có thể mượn cơ hội này mà rời khỏi Long đảo.
Hai vị trưởng lão, việc hôm nay tiểu tử cũng là bất đắc dĩ mới hạ độc thủ, xin hãy lượng thứ. Đã thương người tộc ta, bôi nhọ danh dự của Long tộc, không phải một câu bất đắc dĩ là có thể giải quyết được đâu. Vậy đại trưởng lão muốn thế nào? Thái độ của Tình Nghi ngài cũng đã thấy rồi, dưa hái non thì không ngọt, Long tộc cần gì phải bắt lạt người như vậy chứ? Mặc dù nói là như vậy nhưng việc hôm nay xác định không thể nào bỏ qua được. Nếu như đại trưởng lão còn chưa chơi đủ, vậy tiểu tử chỉ có thể phụng bồi đến cùng mà thôi. Việc hôm nay vốn là lợ máu trả máu, nhưng mà lão phu không muốn cậy lớn bắt lạt bé. Đại trưởng lão có ý gì? Ngươi thả phục trì, lão phu không ra tay với người. Thật ư? Lời hứa của Long tộc nhất ngôn cửu đỉnh. Đỡ đi. Nếu không phải là do tên xúc sinh này, sao Tam Nương lại phải chịu khổ sở 200-300 năm vậy chứ? Cũng được, may cho ngươi không chết trong tay của Dương Huỳnh, có những mối thù phải đích thân giải quyết mới thoải mái được. Người ta cũng đã thả rồi, đại trưởng lão nói lời phải giữ lời đấy. Lão phu tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Đi. Trước hành cung của Phục Trì, Dương Khai chúng ta có thể đi rồi. Sợ là không đi được nữa, chúng ta đã mắc bẫy rồi. Đại trưởng lão không phải đã nói sẽ không ra tay với chúng ta hay sao? Đại trưởng lão chỉ nói hắn không ra tay, nhưng những người khác thì không nói vậy. Mắc bẫy của hắn rồi, con tin trong tay không còn nữa, ta đã mất đi tiên cơ. Tứ trưởng lão muốn thế nào? À, thả phu thê của ta rời đi, hay là mọi người đánh một trận để thấy bản lĩnh thật. Hôm nay Long đảo có nhiều việc, nếu như có thể mời ngươi ở lại Long đảo này thêm mấy ngày, ngày sau mọi người lại đến bàn bạc thêm. Tứ trưởng lão, tứ trưởng lão là bắt lạt ta trẻ người non dạ hay sao? Tứ trưởng lão, ta và Dương Khai không muốn đối đầu với Long tộc, chỉ muốn rời khỏi nơi này, xin tứ trưởng lão hãy thành toàn cho. Đại trưởng lão đã nói rồi, việc hôm nay xác định không thể nào bỏ qua, trừ phi các người bó tay chịu trói. Vậy thì đến chiến đi, tứ trưởng lão xin đắc tội. Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng đều phải trả giá thích đáng. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Ta sẽ không hối hận. Đánh trận huynh đại ruột, lên trận phụ tử bình, con trai, à không, tiểu cữu tử, hai nắm. Tính thêm ta nữa. Gia hỏa ngươi cũng đến rồi hả? Chúc công tử lâu rồi không gặp. Long tộc trước giờ cao ngạo, đây là đã nhìn nhận ta rồi sao? Nếu như có thể giúp đỡ được hắn, nhất định sẽ có rất nhiều lợi ích. Tiếc là không biết có thể rời khỏi Long đảo được nữa hay không. Long Duệ sao? Tiểu tử này có mị lực lớn như vậy sao? Lại có thể khiến một Long Duệ liều mạng vì hắn như vậy. Những việc này cũng chẳng đáng là gì hết, thứ vô dụng thì đến cùng cũng là vô dụng mà thôi. Tứ trưởng lão, chúng ta có 4 người rồi. 4 người cũng không nhiều. 4 người đúng là không nhiều, nhưng nếu thêm cả chúng ta thì sao? Thanh âm này, mẹ nó, ngươi sờ mông lão lường. Cô chân chân vào đây làm gì cơ chứ? Ta cũng không phải cố ý. Cứ phụng lý vô ý. Chủ nhân, sao người lại biến to vậy? Người to như quả bóng, quay trường lỗ tung. Cái miệng của Liêu Viêm vẫn là hại người như vậy. Chủ nhân, trong cơ thể đứa trẻ này vậy mà lại ẩn chứa thánh linh chi lực không hề kém Long tộc. Hơn nữa, hai người này lại là quan hệ chủ tớ. Hai vị tiền bối, hai người sao lại ở đây?
nhanh như vậy ngươi đã quên ân tình của bản tọa rồi à? Thì ra đạo thần niệm đó là do tiền bối lưu lại. Đa tạ tiền bối đã chỉ đường, tiện tay giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa, bản tọa cũng phải cảm ơn ngươi mới đúng. Cảm ơn ta. Mười mấy năm không gặp, tứ trưởng lão vẫn phong thái như vậy. Hai người các ngươi ở đây, chắc không phải là người đó cũng đến đấy chứ? Nếu không tứ trưởng lão nghĩ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão vì sao lại cùng nhau qua đó cơ chứ? Thú võ đại đế đến rồi, vì sao thú võ đại đế lại đến Long Đảo, hơn nữa lại chạy đến phía Long tộc? Ta cũng không biết nữa, chỉ biết việc đó đối với hắn rất là quan trọng. Thú võ đại đế Long Mộ, mười mấy năm trước cảm giác mọi việc dần dần trở nên phức tạp hơn rồi. Phía Long Mộ đã bắt đầu giao thủ rồi. Là đại đế chi chiến đúng nghĩa, nếu như có thể tận mắt quan sát một chút, tuyệt đối có thể sánh ngang với trăm năm khổ tu. Đại nhân quả nhiên là tính gấp gáp. Tứ trưởng lão, có cần ngồi xuống nói chuyện một chút hay không? Vừa hay mang theo mấy vò rượu ngon, muốn mời tứ trưởng lão nếm thử một chút. Người vẫn luôn thích nói nhảm như vậy, đáng tiếc. Đáng tiếc quá, một vò rượu ngon mà. Trước phục trì hành cung, không gian pháp tắc tinh diệu quá. Giao đấu giữa Lý tiền bối và tứ trưởng lão khiến cảm ngộ của ta về không gian pháp tắc lại sâu thêm một tầng nữa. Tứ hữu chi thuật, long ngữ. Đây nè, hắn muốn nâng được cổ long tộc. Muốn thoát khỏi huyết mạch áp chế của ta, không để đưa ngươi đạt được mục đích đâu. Trong long điện, hắn có thể liên thông, kết nối đến long điện hay sao? Là long tộc tí hiệu. Dẫn. Đây nè. Là sự bảo vệ của long điện. Vốn muốn ngăn chặn hoàn toàn sự bảo vệ của long tộc, không ngờ xem thường tứ trưởng lão rồi. Ảnh hưởng của long uy đối với ta yếu đi nhiều rồi. Ta có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tam giai hạ phẩm long mạch đấu với thuần huyết long tộc, ta không có hy vọng nặng, ta không có hy vọng thắng. Nhưng lần này có thể báo thù cho tam nương rồi. Dương huynh, đại ơn này không thể nào cảm ơn bằng lời. Lệ mỗ muốn đi đi, ta sẽ nhanh chóng quay về. Không gian nơi này có thể sập bất cứ lúc nào, đổ nơi khác chứ cũng được, để tránh ảnh hưởng tới người khác. Đắc tội rồi tứ trưởng lão. Lý Vô Hy không hổ là người đứng đầu dưới đại đế, có thể kéo trưởng lão của long tộc vào không gian của mình. Mười mấy năm trước bị thiệt thòi dưới lũ côn trùng các người, lão nương hôm nay phải đòi lại công bằng. Để ta và tình nhi rời đi, ta hôm nay không làm khó các người. Hả? Lai tiểu tử, ngươi thiếu đạo nghĩa quá vậy. Tiền bối có thể đi cùng bọn ta. Linh thú đạo của ta hôm nay đến là có việc. Nếu ta đi rồi, những người khác phải làm thế nào? Đại đế thủ nhãn thiên thông thiên, không gian pháp tắc của Lý tiền bối ở trên ta. Nếu thật sự muốn thoát thân, Long đảo sao có thể cản hắn được? Ngươi nói cũng có lý, chỉ là những kẻ này hình như không muốn cho ngươi rời đi. Trưởng lão có lệnh, bọn ta không thể để các ngươi rời đi.
đao kiếm vô nhãn, nếu bị thương bị giết thì đừng oán trách. Không có cường địch như tứ trưởng lão, lũ long tộc các ngươi không có tư cách gì luôn. Chuyện gì vậy? Không gian xung quanh cuốn chặt lấy ta. Không ổn. Đáng chết. Bạch Long không phát huy. Ngươi coi ta là bạch trùng hay sao? Con người, long khu của ta, ngươi không giữ được đâu. Hành cung của Phục Trì. Con tưởng rằng có đại chiêu gì cơ, thì ra chỉ là thoát khỏi ta. Yo, ta nắm được rồi. Tiếp một chiêu của ta đây. Thần Long vặn đầu. Ngươi muốn làm gì? Không có mảnh long lân đó thì sẽ không nhận được sự bảo vệ của long tộc đúng chứ? Thuật bảo vệ của long điện thông thường đều nằm trên mảnh long lân đó. Không được, dừng tay. Vì che đi. Thả ta đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ơi, tiểu tử này không tồi. Cũng nên xử lý gia hỏa kiêu ngạo này lâu rồi. Cũng may không đưa tiểu thất đến. Nếu như nhìn thấy hình ảnh lúc này, hỏi thêm lần cuối cùng, các ngươi có chịu hay không? Chắc chắn là sẽ bị tiểu tử này làm cho mê mẩn, đến cơm nước chẳng bằng cho coi. Đừng hòng. Chỉ thế này. Đến chiến. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng rồi sao? Nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, giết chết hắn. Nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, giết chết hắn. Cẩn thận bị hắn đánh nén. Mau tránh đi. Kiềm. Con người giả hoạt đi chết đi. Ta đã mất đi kiên nhẫn rồi. Người nấy ra đây đi. Ơi, tóc của ta, không phải lân phiến của ta. Đi mau đi. Chết tiệt. Chết tiệt. Người ngoại tộc chết tiệt, thủ đoạn lại hạ tiện như vậy. Báo thù cho tiểu nàn. Cạo sạch tóc của hắn đi. Bảo vệ chủ nhân. Dương khai. Tinh tỷ tỷ, tỷ đừng làm khó ta. Ta cũng không muốn đối đầu với tỷ, chỉ là bị ép mà thôi. Cút đi. Sức mạnh thật là đáng sợ. Đây chính là kiểu giai hay sao? Cùng lên đi. Đã nhìn thấy chưa? Trúc Liệt, ngươi đã bị nhân loại đó làm mê mẩn tâm trí. Hiện giờ dừng tay vẫn còn kịp. Ai bị hắn làm mê mẩn cơ chứ? Tất cả những gì ta làm đều xuất phát từ ý chí của ta. Chết tiệt, có giỏi thì đừng đây, thì đừng tránh.
có bản lĩnh thì ngươi qua đây đi. Kéo nha đầu, nếu không muốn chết thì cút đi. Đừng cản ta, ta phải đi cứu chủ nhân. Kéo nha đầu giống như ngươi đấy, đến nhất kẽ răng cũng không đủ. Bớt ở đây cậy, mạnh đi. Để ta xem kẽ răng của ngươi to đến đâu, có thể nhét vừa ta hay không. Phụng tộc. Trợ thủ của tiểu tử đó, kẻ nào cũng không hề đơn giản, lần này thì phiền phức rồi. Hành công của phục trì. Nếu như ngươi bó tay chịu trói, có thể sẽ còn con đường sống. Dù gì trong khoảng thời gian ngắn cũng không rời đi được. Tiếp tục đi, ta có thể đánh tiếp. Ngoan cố cứng đầu. Nếu như ngươi đã một lòng cầu chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Là thần hồn công kích. Đáng tiếc vô ích thôi. Đỡ được rồi, sao có thể chứ. Đá thương 10 ngón tay của nó, không bằng chặt đứt một ngón tay của nó. Tiểu tử thối, ngươi không nên đẩy long tộc xuống biển. Ai lật ai còn chưa biết được đâu. Ngươi xuống đây đi. Cơ hội tốt. Đều là long tộc thất bát giai, có xử lý rồi đây. Tổ long kim huyết tiện nghi cho các ngươi rồi. Còn tiếp tục thế này thì không ổn, phải tìm trợ thủ giúp một tay mới được. Tỷ phu gặp nạn. Chết tiệt. Ngươi giữ chân cô ấy, ta sẽ vòng qua đánh nén. Mau lên, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Phục linh cô. Tinh tỷ tỷ đừng mà, tỷ không thể giết ta. Ta là người của tỷ phu. Ngươi nói lại lần nữa, ta nghe chưa rõ. Ta là người của tỷ phu. Cái gì? Chính là Dương Kha đại ca. Không, 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 tỷ hiểu nhầm rồi. Tỷ phu lúc trước đã hạ khắc ấn thần hồn trong thức hải của ta. Ta hiện giờ nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn vậy mà lại hạ thần hồn khắc ấn với người. Hắn đã nói gì vậy? Vừa rồi tỷ phu truyền mệnh lệnh đến, để ta mau chóng ra tay qua đó giúp hắn. Không được gọi hắn là tỷ phu, Trúc Liệt cũng sẽ không cưới người. Xin lỗi nhé. Lời này ngươi đợi đến lúc đó rồi nói với nhị trưởng lão đi, xem ra bà ấy liệu có tha thứ cho ngươi hay không. Tỷ phu quần lệnh cho ta đánh phá, đây mới là mấu chốt của thắng lợi. Điểm yếu lớn nhất của phía chúng ta chính là nhân số. Còn không kịp nói rõ kế hoạch với tỷ phu với Trúc Tình thì đã bay đi mất rồi. Dương Khai. Tình nhỉ. Tránh ra cho ta. Sao Trúc Tình lại đến đây?
lẽ nào là Phục Linh không cản nổi? Năm đó ta không hiểu vì sao cô ấy lại cố chấp như vậy. Hiện giờ thì ta hiểu rồi. Nếu như cho ta một cơ hội lựa chọn nữa, ta sẽ giúp cô ấy, chứ không phải là đứng ở phía đối lập với cô ấy. Trúc Tình, cô phải lấy đại cục làm, đại cục của Long tộc ta làm trọng. Ta là một nữ nhân, đối với đại cục không có hứng thú gì hết. Ta chỉ biết các người đang bắt nạt nam nhân của ta. Nữ nhân điên này. Để ta giúp đỡ. Phục Linh, tên phế vật nhà ngươi, liên thủ với Lam Long, vậy mà lại không cắn được Trúc Tình. Ta còn ngươi ra đó làm gì? Còn không mau đến đây giúp đỡ. Ngươi chọn một tên đi. Đừng tưởng rằng ta không dám lấy tính mạng của ngươi. Chọn, hắn đang nói cái gì vậy? Tiểu tử giả thân giả quỷ, hiện giờ là bắt nong đối đầu với một mình ngươi. Ngươi không có phần thắng đâu. Không sai, 8-1 không có phần thắng đâu, chịu chết đi. Phục Linh, ngươi phát điên gì vậy hả? Ta nói là các ngươi không có phần thắng đó, đừng trách ta. Chết tiệt, cục thế 7-1 vốn là chắc thắng. Hiện giờ Trúc Tình dẫn 2 con đi, Phục Linh dẫn 1 con đi, chỉ còn lại 4 con. Nếu như để hắn phá thuật phòng hộ, mặt mũi của Long tộc sẽ mất sạch. Trên người của hắn bị thương, chúng ta khiến hắn kiệt sức đến chết. Một đám chuột nhát, chúng ta tiếp tục. Đảo nào đó. Tiện nhân. Nhân tộc bị ổi, lại dám cướp dâu trong ngày đại hôn của ta. Đợi ta trị thương xong, nhất định sẽ đem các ngươi băm thành trăm mảnh. Là ai lăn ra đây? Lữ Tam Nương, ngươi có còn nhớ đến cái tên này hay không? Tạp chủng từ đâu đến? Cút đi cho ta. Xem ra là không nhớ rồi. Tạp chủng này vậy mà lại có thể chống đỡ được long uy của ta. Ngươi nhớ không ra, ta sẽ liều chết để khiến ngươi nhớ ra. Cô ấy gọi là Lữ Tam Nương, là nữ nhân của lão tử. Vậy mà đã tu luyện ra Long Châu rồi sao? Vì sao chứ? Vì sao? Ta liều cả tính mạng cũng không thể nào giết chết nó. Bởi vì ngươi là tạp chủng, mà ta chính là Long tộc, chính là Vạn Ninh chi trưởng. Chuyện gì vậy hả? Thần hồn của ta đang bị hút đi. Long tộc chết tiệt. Thần hồn của rồng vẫn là lần đầu tiên được ăn, mùi vị không tồi. Võ Trần, có một điểm ngươi đã nói sai rồi. Ngươi mà là Vạn Ninh chi trưởng. Hải đảo nào đó. Việc lần này bản tọa phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hấp dẫn sự chú ý của hắn, bản tọa cũng khó mà đánh lén thành công. Thực lực này thấp xuống cũng rất là phiền phức mà. Đùa gì vậy chứ, đế tôn cảnh tầng 3 mà thực lực vẫn thấp kém. Tôn giả, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người sắp chết thì đừng định, thì đừng nhiều lời. Vì để cảm tạ, bản tọa sẽ xử lý tiểu nông này trước, rồi sẽ cho ngươi được dứt khoát. Hắn muốn giết ta. Thôi vậy, nhìn dáng vẻ này của hắn sẽ không tha cho Phục Trì đâu. Ta cũng coi như là thay Tam Nương báo thù rồi, chết cũng không hối tiếc. Sao hắn còn chưa ra tay? Dừng tay. Lão quỷ chết tiệt, đừng hòng hỗ xược. Nếu ngươi dám lòng làm hỏng việc của bản tọa sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi đừng tưởng rằng bản tọa không làm gì được ngươi. Hắn đây là ma chứng hay sao?
hay là lão toàn vậy? Một tay kết ấn, không. Là hai tay đồng thời kết hai đạo ấn quyết, cao thâm bất đồng. Còn không cút đi, muốn chết sao? Đi tìm Dương Khai nói với hắn, tìm ai cũng vô dụng, hôm nay ai cũng không cản được ta. Sao hắn lại mâu thuẫn vậy chứ? Lẽ nào là một thể song hồn? Dạ dạ, ta sẽ đi nói với Dương Thiếu ngay. Trên mặt biển, cứ như vậy bắt được hắn. Việc đến nước này, chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng thôi, xử hắn. Thứ gì vậy? Hơi thở của Thạch Hỏa. Lại dám chống đối với Long tộc ta, chỉ có một con đường chết. Ngươi đang chào hỏi ta sao? Vậy thì ta cũng phải chào hỏi vậy. Các bạn xem thân ái, ta nhớ các người chết mất. Quán ngươi có phải Thạch Hỏa hay không? Ở địa bàn của Long tộc ta thì đừng hòng được thoải mái. Chết đến nơi rồi vẫn còn cười. Long hóa. Cái gì? Long hóa lần hai. Sao có thể chứ? Vậy mà lại có thể long hóa thêm một bước nữa. Hắn chỉ là một con người thôi mà. Long hóa giai đoạn 2, thập ngũ trượng long thần.